Báo cáo quý vị lúc này đang là sáng ngày 7 tháng 6 năm 2018. Và đây là chiếc kệ TV. Chúng tôi đang di chuyển hai chiếc kệ TV ra ngoài để chuẩn bị chuyển một chiếc đi cho khách hàng ở thị trấn Chới, Tuần Châu, Quảng Ninh. Cứ cho một cái lên đi, một cái để dưới. Thôi, rồi. Thưa quý vị, đây là chiếc kệ TV gỗ mun Angola với cái kích thước dài 2m17 và với cái làm với phương thức chiều dày. Tất cả các chi tiết đều dày dặn đặc biệt. Ví dụ cái hồi này là dày 3 phân và các cái mặt này là dày 2 phân. Tất cả các cái cột, các cái đai, các quý vị nhìn thấy đây nó toàn dày gấp rưỡi so với thông thường. Và tất cả đều được chọn vân cực kỳ nét. Cái này là chiếc kệ mang mã số K32. Kỷ niệm một đồng môn của tôi đã. Ôi từ từ em, từ từ. Là kỷ niệm một đồng môn cùng đại Quách Khoa tôi đã lấy vào năm ngoái, cho nên là từ đấy đặt tên là K32. Thế thì cái dòng kệ này là hết sức dày dặn và đặc biệt và khách hàng rất là mến mộ. Tuy nhiên là cả năm ngoái làm được độ dăm chiếc, tại vì chọn được cái vân mà nó đẹp như này thì rất là khó khăn. Đầu năm thì đã làm được hai chiếc thì lập tức lên đường ngay. Và ngày hôm nay thì còn hai chiếc thì một bác ở cái chiếc này sẽ chuyển đi thị trấn Chới, Tuần Châu ở Quảng Ninh. Và đây còn một chiếc nữa đây. Hai chiếc thì giống nhau như hai giọt nước luôn. Cho nên là chúng tôi quay đây để quý vị là nghiên cứu. Như vậy là sẽ còn một trong hai chiếc này. Hai chiếc giống hệt nhau. Cái bác nào nhanh tay đăng ký, bởi vì cái thứ này là cái hàng rất là hiếm. Quý vị nhìn thấy chả ai đi làm các cái mặt nó dày 2 phân như thế này cả. Tuy nhiên là đây là cái sản phẩm đặc biệt. Giờ quý vị có thể nhảy tưng tưng ở lên trên cái mặt này, có vấn đề gì chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm. Kể cả những bác nặng cả tạ nhảy lên đây không vấn đề gì hết. Cái việc làm dày này không phải là để cho nó bền, mà đây là để thể hiện một cái lối chơi cho nó thích thôi. Chứ còn thì chỉ cần dày một nửa như này là đủ chịu lực thoải mái rồi. Thưa quý vị, là nó đẹp từ trong ra ngoài, kể cả bên trong của các cái ngăn kéo này cũng thế. Và đây 100% là vân thiên nhiên. Tại vì những cái vân đẹp thì chúng tôi đều cam kết hoàn toàn vân thiên nhiên, không tạo vân gì hết. Vân vô cùng đẹp luôn. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và xin quý vị liên lạc với chúng tôi theo số điện thoại trên màn hình. Xin nhắc lại lúc này đang là buổi sáng ngày 7 tháng 6 2018. Và đây là sản phẩm của Đồ Gỗ Đức Hiền, nằm tại làng Mộc Đại Nghiệp, xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Cùng cái sản phẩm gỗ mun Angola này, hiện nay chúng tôi đang có sập ba thành, đang có các cái một chiếc tủ áo đang có sập và đang sản xuất ra tiếp trường kỷ. Trường kỷ lúc này là còn duy nhất một bộ, nhưng mà còn đang sản xuất ra tiếp vài bộ nữa. Tạm biệt quý vị tại đây.